Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 46 Nhàn Thế Ninh lập tức ngốc, nàng kinh ngạc sờ sờ bụng mình, giống như không thể tin được, thiếp, có. Bùi Cẩn cười đắc ý, bảo sao gần đây nàng luôn kêu mệt mỏi như vậy. Nhàn Thế Ninh vẫn có chút phản ứng không kịp, Nàng luôn cảm thấy thời điểm nàng mang thai còn cách bây giờ rất xa nhưng không ngờ đột nhiên lại có thế này đây chính là hài tử của nàng và bùi cần sao bụng cũng không có gì thay đổi nhưng bây giờ nhan thế ninh lại có cảm giác rất lạ lùng đột nhiên nàng ngẩng đầu lên bất an nhìn bùi cần bùi cần có nên sinh đứa bé này hay không sao bùi cần bị hỏi khó nhan thế ninh nói Khang Hoa quận chúa và Hoàng hậu hạ âm quỳ cho thiếp không phải là vì khiến thiếp mang bầu rồi chết sao? Đợi đã, không đúng, bùi cần, thiếp nhớ tới một việc. Bùi cần, lúc ở tướng phủ, lúc thiếp hỏi Khang Hoa quận chúa chuyện này, phản ứng của bà ta rất lạ. Nghe nhàn thế ninh nói xong, bùi cần khẽ nhíu mày, ý của nàng là người hạ âm quỳ là một người khác. Nhàn thế ninh nghiêm trọng gật đầu. Vậy thì là ai chứ? Nhàn Thế Ninh suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy người mang lưu hương đến cho thiếp chọn là thế tính, nói là do Hoàng hậu nương nương ban thường. Chẳng lẽ là do Hoàng hậu làm, nhưng cũng không đúng, Hoàng hậu và Khang Hoa là cá mè một lứa, nếu như muốn hại thiếp thì nhất định sẽ không giấu giếm. Càng nghĩ, nhan Thế Ninh càng cảm thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng kinh hãi, nàng vốn tưởng rằng người muốn hại mình chỉ có tìm muội nhà Khang Hoa, không nghĩ tới còn có một người khác đứng phía sau hạ độc thù. Bùi Cẩn cầm tay của nàng trấn an, nhưng hai tròng mắt âm trầm lại tiết lộ nội tâm đang náo loạn của hắn, bởi vì hắn vừa nghĩ tới một khả năng. Nếu như Khang Hoa không phải là người hại nhan Thế Ninh, thế thì kết luận cho rằng hoàng hậu hại chết chân quý phi cũng có khả năng không đúng. Nhưng bác đầu đã nói rằng âm quỳ là cực kỳ quý hiếm, điều chế âm quỳ cũng rất phức tạp, cho nên không phải ai cũng có được. Theo dõi kẻ thù lâu như vậy, đến nay lại phát hiện ra đây không phải là kẻ thù chân chính tim bùi cần đột nhiên ra tốc trong ngực. Là ai mà lòng dạ lại sâu như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy, có thể đùa bỡn hắn bằng đấy năm. Bỗng dưng, bùi cần chợt nhớ đến một nam nhân cao cao tại thượng. Sau lưng lạnh toát, nếu quả thật là phụ hoàng, thì thật sự là quá đáng sợ. Nhàn thế ninh thấy bùi cần xuất thần thì có chút bất an, nàng khẽ nhéo tay của hắn, nói, bùi cần, chàng đang nghĩ gì vậy? Bùi cần hoàn hồn, thấy vẻ mặt lo lắng của nhan thế ninh, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta đang nghĩ, người hạ âm quỳ cho nàng và chân quý phi có khi nào là phụ hoàng hay không. Khẩu khí trầm ổn nhưng lại tràn ngập bi thương, nhan thế ninh thấy hắn như thế thì trong lòng mềm nhũn. Cho tới bây giờ, hắn đều là một dạng bất cần đời, cợt nhả, hoặc là ôn hòa kính cẩn, bất kể là như thế nào cũng chưa bao giờ thấy hắn bi thương như bây giờ. Lời của Bùi Tần cũng khiến nàng kinh hoàng, nàng đã sớm biết diên đế lạnh nhạt với bùi cẩn nhưng nếu như diên đế thật sự là người đã hạ âm quỳ thì không phải chỉ đơn giản là lạnh nhạt đây chẳng khác gì đang giết hại con nối dõi của bùi cẩn khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn phải là cừu hận lớn đến nhường nào mới khiến diên đế tàn nhẫn đến vậy đây bùi cẩn không tranh không cầu xin không màng danh lợi nếu như hồi báo lại hắn là như thế thì chẳng khác nào dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người hắn xuống nhàn thế ninh run sợ đau lòng thấy bùi cần mím chặt môi thì cũng hiểu hắn đang rất thống khổ nàng đứng dậy bất chấp đau đớn trước ngực ôm lấy cổ của hắn sau đó ngầm đầu lên dán môi mình vào môi của hắn bùi cần không sao hết không sao hết không cần suy nghĩ nữa chàng còn có tiểu sư tử còn có tiểu tiểu sư tử ở đây nữa bùi cần có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu tuyệt vọng được nhan thế ôm như vậy hắn liền có cảm giác như mình được kéo lên khỏi miệng vực hắn ôm nàng thật chặt, vùi đầu vào cổ của nàng, tham lam một chút hơn ấm duy nhất còn sót lại của bản thân. Đúng thế, là một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại. Từ nhỏ đã bị diên đế lạnh nhạt, cả hoàng cung to lớn cũng chỉ có chân quý phi mới khiến hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Năm hắn 12 tuổi, chân quý phi chết thảm càng khiến hắn cảm thấy thế gian rất đen tối. Về sau, hắn bị ân sư mang ra khỏi hoàng cung, chuyển đến tuyên thành, nói là tu dưỡng tâm tình nhưng thật ra là thê lương bỏ mạng nơi đất khách. Chính thời điểm cuộc đời hắn đen tối nhất, một tiểu nha đầu nhảy vào trong đường hầm của hắn, sau đó hoàn toàn bước vào trong thế giới của hắn. Bùi Cần vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Nhan Thế Ninh, khi ấy tóc nàng rối bù, một đôi mắt đen bóng loáng long lanh, y phục sộc sạch lộ ra một cánh tay trắng trẻo mập mạp, rõ ràng là khờ ngốc vô cùng nhưng lại luôn giả bộ mình là người tinh danh. Sau khi biết được mình bị khi dễ thì lập tức xù lông, nhe răng trợn mắt giống như muốn nhào lên cắn hắn. Khi đó, Bùi Cần đã cảm thấy nha đầu này rất giống một con sư tử nhỏ hoang dã. Tiểu sư tử, về sau hắn luôn gọi nàng như vậy. Bất kể là tại viện nhỏ ở Tuyên Thành hay thâm cung đại viện nơi kinh thành, mà kệ nàng là dã nha đầu hay cô nương hiền thục, nàng vẫn là tiểu sư tử của hắn. Bùi Cần nhìn chăm chăm màn gấm, đột nhiên rất buồn bực, ai bảo hắn lại thích nàng chứ. Ngay từ đầu chẳng qua chỉ là cảm thấy chơi rất thú vị, cảm thấy nhà đầu kia ngây ngốc không tim không phổi cho nên mới muốn khi dễ nàng. Dù sao trong thế giới của hắn, có quá ít người nói cười liền cười, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng sau này tại sao hắn lại thay đổi? Bùi cần cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Hắn chỉ nhớ rõ lúc diên đế tứ hôn doanh tiểu thư cho mình, hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng đến khi doanh tiểu thư mất, hắn lại thở phào nhẹ nhõm sau đó tự nhiên nhớ tới tiểu sư tử ở tuyên thành. Bùi cần nhớ lúc ấy suy nghĩ trong lòng hắn là tiểu sư tử kia chắc cũng trưởng thành rồi. Về sau tuyên thành bị lũ lụt, hắn chủ động đi trước cứu lũ, ngoại trừ việc né tránh triều đình, có phải cũng là vì muốn tới thăm nàng hay không? Rõ ràng là hắn có thể ở tại đại viện nhà cao cửa rộng nhưng hắn lại chạy tới nhà ân sư, sau đó gõ cửa nhà cách vách bắt nàng khi đó đang ngủ chưa phải dậy bưng trà rót nước cho hắn nhìn nàng trừng mắt nhe răng với mình hắn lại cảm thấy sau này cứ như vậy cũng không tồi đợi nàng lớn thêm chút nữa lấy nàng về nhà cũng rất được sáu năm trước ý nghĩ ấy lần đầu tiên hiện lên trong đầu hắn nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất bởi vì lúc ấy chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường dù gì hắn cũng là hoàng tử phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cưới nàng mà nàng thì sao có thể chấp nhận làm chắc phi hoặc thị thiếp chứ Huống chi, tính tình nàng như vậy, sao có thể thích hợp với hoàng cung được. Vì thế, hắn liền chôn ý nghĩ này xuống. Nhưng lúc hắn quay lại Nam Cương, mới biết rằng Dung thị đã qua đời, còn nàng thì đã bị người nhà đón tới kinh thành, lúc đấy hắn chợt phát hiện ra mọi chuyện đã thay đổi. Vì vậy, hắn mới cho người đến tướng phủ thu thập tin tức, biết được nàng bởi vì có trở ngại về thân phận mà khó lòng xuất giá thì hắn rất không hiền hậu mà nở nụ cười, đồng thời cũng âm thầm tính toán thời gian định chờ qua thêm một năm nữa, đợi hắn giải quyết xong chuyện ở Nam Cương, hắn sẽ lập tức trở về Kinh Thành lấy nàng về nhà. Nhưng thời hạn một năm còn chưa hết, hắn lại nhận được tin báo về chuyện của Thái Tử và Nhan Thế Tính, do đó hắn cũng không tiện ở lại Nam Cương nữa, lập tức chạy như bay về Kinh. Thái Tử cưới Nhan Thế Tính, chắc chắn thất ca sẽ ra tay với tiểu sư tử. Như vậy làm sao được chứ? Từ 6 tuổi đến 18 tuổi, từ tiểu nha đầu biến thành thục nữ, mặc kệ nàng làm bộ làm tịch trước mặt người khác ra sao, ở trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ có một bộ dáng dương nanh múa vuốt mà thôi. Giống như hắn, mặc kệ trước mặt người khác giả nhân giả nghĩ như thế nào, trước mặt nàng lại luôn tháo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ mặt gian trá vô sỉ. Luôn luôn có vài người có thể khiến người nguyện ý móc tim móc phổi, thẳng thắn với họ, mà với bùi tuần hắn lại bất hạnh hơn người khác, bởi vì hắn chỉ có một người khiến hắn nguyện ý làm như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi cần buông lỏng mi tâm đang nhíu chặt ra, sau đó cắn nhẹ lên lỗ tai của nhan thế ninh, vô sỉ nói, đang giữa ban ngày mà ái phi lại yêu thương nhung nhớ bổn vương như vậy sao? Hay là nàng muốn làm cái gì khác nữa? Phu quân thật sự không hiểu nha. Nhan thế ninh đang mày nghĩ xem nên an ủi bùi cần như thế nào, đột nhiên nghe được một câu như vậy thì cứng đờ cả người, lập tức đẩy hắn ra sau, thấy vẻ mặt xâm tà của hắn thì theo bản năng nâng chân phải lên đá tới, chàng là tên khốn khiếp lại bị hắn chơi xỏ. Bất quá lần này nhan thế ninh đã quên mất vết thương trên ngực, nàng vừa cử động một chút, ngực lập tức bị căng đau, sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên trắng bệch. Bùi cần thấy thế thì hoảng sợ, nàng có sao không? Ô ô, ngực thiếp đau, bụng cũng đau, ô ô, toàn thân đều đau, nhan thế ninh ra sức kêu rên. Bùi cần vội vàng chạy ra gọi bắt đầu. Sau khi bôi thêm thuốc cho nhan thế ninh xong, Bùi Cần đi theo bác đầu ra ngoài, bởi vì hắn vừa nhớ tới một chuyện đặc biệt trọng đại. Nói vết thương kia phải bao lâu mới lành? Hai tháng. Nói có thai có phải không nên gì kia không? Bác đầu liếc hắn một cái, gật đầu. Bùi Cần cắn răng, vậy lúc nào mới có thể? Bác đầu đảo mắt, đỏ tai, sau đó ánh mắt trở nên kỳ lạ. Vì sao Vương gia lại trở thành một tên tinh trùng lên óc rồi? Suy nghĩ một chút. Bắt đầu mới lên tiếng nhắc nhở, Phúc Khánh Lâu là một địa điểm tốt. 10 tháng hoài thai, sau đó còn cần hai tháng tĩnh dưỡng, cho nên trong vòng một năm, ngươi hoặc là cố gắng chịu đựng, hoặc là... Nhìn bùi cần giận giữ bỏ đi, khóe miệng bắt đầu khẽ nhếch lên. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mang thai 3 tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, ta biết rõ đấy thì làm sao? Biết rồi cũng không nói cho ngươi. Hừ bắt đầu thu thập đồ xong, đang muốn xoay người rời đi thì nhìn thấy nha hoàn tỉnh táo đang đứng ở một bên. Bắt đầu tiên sinh, tiên sinh đã từng đến Phúc Khánh lâu rồi sao? Tiểu tư chớp chớp mắt hỏi. Bắt đầu ưỡn thẳng sống lưng, không có. Tiểu tư nhíu mày, vậy vì sao ngài lại nói Phúc Khánh lâu là một địa điểm tốt? Nghe nói, bắt đầu hơi trần trừ rồi mới nói ra. Tiểu tư gật đầu, nô tỳ biết mà, người như bác đầu tiên sinh sao có thể đến loại địa phương đó được. Ừ, bác đầu lấy được khẳng định của tiểu tư thì trong lòng rất thoải mái, nếu không phải bị bùi cần bức hiếp, còn lâu hắn mới đến chỗ đó. Ai ngờ, tiểu tư lại nhanh chóng sâu kín nói ra một câu, nghe nói thức ăn ở đó rất đắt tiền, nô tỳ thấy bác đầu tiên sinh keo kiệt như vậy, làm sao có thể cam lòng đến đó dùng cơm được. Ta keo kiệt ở chỗ nào? Bác đầu buồn bực. Tiểu tư chỉ vào y phục của hắn, chẳng phải một năm bốn mùa ngày đều chỉ mặc một bộ xiêm y màu đen này sao bác đầu thấy tiểu tư rất bình tĩnh nói ra nghi vấn đột nhiên có cảm giác không nói nên lời ai bảo hắn một năm bốn mùa chỉ mặc một bộ xiêm y chẳng qua là tất cả y phục của hắn đều chung một kiểu dáng một màu sắc mà thôi mà thôi mà thôi có được không hả trời câu chuyện nhỏ về bác đầu ông chủ tô ấy đây không phải là bác đầu sao sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế? Bắt đầu nhìn trời. Ông chủ tô tới mua y phục hả? Vẫn lấy kiểu dáng và màu sắc giống trước kia đúng không? bác đầu, này, đổi cái khác đi. chương 47 Trong lúc bùi cần ra ngoài nói chuyện, nhan thế ninh nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Diên đế muốn giết hại con nối dõi của bùi cần. Lý do là gì? Thật không thể hiểu nổi thấy bùi cần trở lại, nhan thế ninh cắn môi dưới, nói, bùi cần, thiếp cảm thấy người hạ âm quỳ không phải là bệ hạ. Vì sao? Thiếp suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân khiến bệ hạ phải làm thế. Nhan thế ninh hơi do dự nói ra. Bùi cần nhíu mày trầm ngâm, nhan thế ninh vừa nói như vậy cũng đã cảnh tình hắn. Bởi lẽ hắn vốn đã kiêm kỵ diên đế nhiều năm, cho nên người đầu tiên hắn hoài nghi dĩ nhiên là diên đế, sau đó nghi hoặc nhiều năm bùng phát trong nháy mắt khiến hắn kiên định với khả năng này mà quên mất phải suy tư kỹ cả nguyên nhân phía sau nếu quả thật là diên đế hạ âm quỳ vậy thì nguyên nhân là gì cho dù bệ hạ không quan tâm tới hắn nhưng có thể thấy diên đế rất trông mong hoàng tôn ra đời không thể nào ra tay giết hại hoàng tự được vừa rồi kích động suýt nữa thì bùi cần đánh mất lý trí bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ hắn lại nhớ tới một người hai mắt nhìn nhau trong mắt cả hai đều tỏa ra ánh sáng nóng rực. Nàng cũng nghĩ đến người đó à? Bùi cần hỏi. Nhàn thế ninh gật đầu, nói, thiếp đang nghĩ, đây có tính là một lần mượn đao giết người nữa hay không? Lúc trước biết người hạ độc mình là Khang Hoa, thiếp cũng từng nghi ngờ, nếu như bà ta muốn giết thiếp thì vì sao phải chờ đến lúc này? Bùi cần lạnh mắt, lúc ấy ta và bác đầu cũng có nghi hoặc giống nàng, nhưng sau này lại cho rằng bà ta là vì muốn tránh hiểm nghi sợ nàng chết ở tướng phủ sẽ gây ra nghi ngờ đồng thời cũng là vì hoàng hậu sợ chúng ta sẽ sớm sinh con lúc đó cảm thấy lý giải như vậy rất hợp lý cho nên ta cũng suy nghĩ thêm nữa bây giờ nhìn lại có lẽ ta đã lầm rồi đúng thế dựa vào tính tình của khang hoa nếu bà ta thật sự muốn giết thiếp thì sẽ không cố kỵ nhiều thứ như vậy nhớ tới lúc khang hoa liều mạng đâm mình nhàn thế ninh lại cảm thấy đau đớn cũng không biết bây giờ bà ta ra sao rồi Giọng nói của nhan chính và tiếng khóc thê lương của khang hoa không ngừng xoay quanh đầu khiến nhan thế ninh tự dưng thấy bất an. Bùi cẩn thấy nhan thế ninh ngồi nói chuyện có chút khó khăn liền ôm nàng nằm xuống, nói, lúc trước ta còn cho là phụ hoàng, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật người đó mới là người có khả năng nhất, chỉ là không ngờ tâm cơ của bà ta lại sâu như vậy. Nhan thế ninh nhớ tới bộ giảng của một quý phi, thầm thở dài nói, nhìn qua thì đúng là một người hiền hòa. Bùi cẩn suy nghĩ một chút, nói thế ninh nàng còn nhớ chuyện về mẫu phi mà ta đã nói với nàng không ừ khi đó bùi cần không giấu giếm nữa mà kể cho nàng biết chân quý phi cũng là vì bị hạ âm quỷ mới chết khi đó ta cảm giác được hương có vấn đề liền lén lấy trộm một nhúm tàn hương giấu đi nhưng không biết vì sao chỗ tàn hương kia lại biến mất bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là bị bà ta phát giác được sau đó sai người đi tiêu hủy chứng cứ phạm tội dừng một chút bùi cần lại nói cho nên, mục quý phi hẳn là biết ta đã biết trong hương có độc. Câu nói sau cùng, bùi cần nói rất trầm trọng, nhan thế ninh nghe thấy ít nhiều cũng sợ hãi. Mục quý phi biết bùi cần đã biết trong hương có độc, mà nhan thế ninh lại bị hạ độc trước khi gả cho bùi cần đúng một đêm, kết hợp hai chuyện này với nhau, kết quả chỉ có bốn chữ, mượn đao giết người. Mục quý phi vẫn muốn chèn ép, thậm chí là diệt trừ phe thái tử. Thất ca nhiều lần dụ dỗ lại bị ta dùng lời nói uyển truyền từ chối, sau đó tin tức ta muốn cưới nàng truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn cho rằng đây là một cơ hội tuyệt diệu. Đem hương đưa vào chỗ hoàng hậu, sau đó nghĩ cách tặng cho nhan thế tính, để nhan thế tính đưa cho nàng. Cho dù nhan thế tính không giao cho nàng, mà tự nàng ta dùng hết thì cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, dù sao khi đó mọi người đều biết nhan thế tính sẽ làm thái tử phi, nàng ta dùng hương có âm quỳ, chưa nói đến chuyện khó hoài thai, chỉ sợ tính mạng cũng khó bảo toàn. Như thế, quan hệ giữa thái tử và phủ thừa tướng sẽ dạn nứt, thái tử sẽ không chiếm được lợi thế gì từ hôn sự này nữa. Còn nếu như nhan thế tính thật sự đưa hương cho nàng dung ý của bọn họ thì bọn họ cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì có hai khả năng có thể xảy ra, một là ta sẽ phát hiện ra âm quỳ, như vậy, tất nhiên ta sẽ liên tưởng tới cái chết của chân quý Phi, kết quả chính là sẽ sinh ra địch ý với Hoàng hậu và Khang Hoa, thậm chí là bắt đầu trả thù mà bất kể là ta lựa chọn trả thù hay gia nhập vào thế lực của thất ca, thì thất ca đều ngồi mát ăn bát vàng. Khả năng thứ hai chính là ta không phát hiện ra âm quỳ như vậy, không chỉ tính mạng của nàng bị nguy hiểm mà ta cũng sẽ không có con nối dõi. Dù là gì thì bọn họ cũng đều có lợi. Dù sao ta cũng là hoàng tử, nếu như sớm sinh hạ hoàng tôn, chắc chắn sẽ là một uy hiếp không nhỏ. Nhan thế ninh nghe bùi cần phân tích thì không ngừng kinh hãi không ngờ một lư hương nho nhỏ mà lại cất giấu một âm mưu sâu như vậy thế cục như vậy thật sự là quá đáng sợ bà ta chỉ cần chắc chắn hương được mang ra ngoài sau đó bảng quan đứng làm khán giả không cần tốn nhiều sức đã tính kế được hai vị hoàng tử trên bàn cờ này nhàn thế ninh nàng chỉ là một quân tốt nhưng lại quyết định cả thế trận của cả ván cờ hiện tại tướng phủ suy tàn thái tử bị phế cán cân khuynh đảo thất phương trở thành người thắng lớn nhất. Bùi cần, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhan Thế Ninh không khỏi lo lắng. Bùi cần cầm tay của nàng đặt lên bụng của nàng, nói, muốn biết là ai hạ âm quỳ, ta còn phải đi hỏi một người nữa mới chắc chắn. Đợi đến khi xác định được rồi, ta mới có thể quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Chàng muốn tìm ai xác nhận, Nhan Thế Ninh có chút nghi hoặc. Bùi cần nhẹ nhàng vuốt tay của nàng, lặng lặng nói ra hai chữ, Hoàng hậu. Hoàng hậu, nhàn thế ninh mở to hai mắt, có chút khó tin tưởng, sau đó mới bừng tỉnh, cũng đúng, nếu như hoàng hậu phủ nhận, vậy thì càng thêm chắc chắn là do một quý phi gây nên. Nhưng liệu hoàng hậu có nói cho chàng biết không? Bùi tần nở nụ cười, hoàng hậu không muốn nói, ta sẽ bức bà ta phải nói ra. Nhàn thế ninh thấy hắn cười rào hoạt thì tỉnh táo cả người, hơi hít mắt lại, nói, trong bụng chàng lại có ý nghĩ xấu gì muốn giấu thiếp đúng không? Bùi Cẩn thấy ánh mắt sáng quắc của nàng thì kéo tay của nàng đi xuống, cười cười, trong bụng phu quân không có ý nghĩ gì xấu hết, chỉ có nơi này là có ý xấu thôi. Nhàn Thế Ninh vừa nghe hắn nói như vậy thì đỏ mặt, sau đó kéo tay của hắn lên, cắn mạnh một cái, chàng chết cũng không chịu đứng đắn. Náo loạn một hồi, Nhan Thế Ninh lại nói, thiếp vẫn thấy hài tử đến không đúng lúc. Vì không để cho Bùi Cẩn sinh hạ hoàng tử, một quý phi đã ra tay độc ác như vậy rồi nếu như chuyện nàng có thai bị truyền ra ngoài, ai mà biết còn bao nhiêu gió tanh mưa máu đang chờ đợi hai người nữa đây. Bùi cần thông thả nói, nàng có biết lúc chúng ta mới thành thân, bắt đầu đã đưa cho ta thứ gì không? Là gì vậy? Thuốc tránh thai. Vậy tại sao chàng không dùng? Bùi cần lộ ra một nụ cười, bùi cần ta nếu như không thể bảo vệ được vợ con của mình, thì hai mươi mấy năm sống trên đời này của ta chẳng phải là đã uổng phí rồi sao? rõ ràng là giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao, tim của nhan thế ninh lại đập thình thịch, nam nhân này, trong lúc lơ đãng đều biểu lộ ra khí chất quân vương nồng đậm. Nhan thế ninh thấy hắn hơi nhích khóe môi, cảm thụ được bàn tay ấm áp của hắn, liền nhớ tới một việc cách đây không lâu. Khi đó, cũng là ở trên giường, nàng nhìn vẻ mặt bầy mưu tính kế của bùi cẩn, không nhịn được liền hỏi hắn một câu, bùi cẩn, chàng muốn làm hoàng đế à? vốn tưởng rằng hắn sẽ giống trước kia, trả lời thật giả lẫn lộn, thế mà hắn lại nói, nhan thế ninh, ta vẫn muốn xem một chút, xem nàng ngồi trên bảo tỏa của hoàng hậu, giả trang làm mẫu nghi thiên hạ thì sẽ như thế nào. Một khắc kia, nhan thế ninh ngây ngần cả người. Nàng sớm đã cảm giác được bùi cần sẽ không cam lòng làm vật trong ao, nàng biết hắn là người rất có bản lĩnh, nếu hắn thật sự muốn mưu cầu nghiệp lớn, nàng sẽ trợ giúp hắn không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng lại không nghĩ rằng, vào lúc đó hắn lại cho nàng một đáp án như vậy rõ ràng là một khí thế nhất định phải có được nhưng lại hết lần này tới lần khác bất cần đời giống như việc leo lên ngôi vị hoàng đế kia chỉ như một trò chơi thế nên nàng bị cuốn hút cũng không đứng đắn nói vậy thì có thể thiếp sẽ không vui đâu ngồi ở đó không nhúc nhích để cho người khác lễ bái chẳng khác gì cái bài vị cả bùi cần nghe vậy lại làm ra vẻ mặt dối trá bài vị nói cũng đúng nếu ái phi đã không vui Vậy thì phu quân lại tiếp tục làm nhàn vương vậy. Chuyện này đến đấy liền được bỏ qua, không nhắc lại nữa, bởi vì Bùi Cần đã bày tỏ tâm tư của hắn với nàng, nàng cũng không cần thiết phải hoài nghi thêm làm gì nữa. Mà bây giờ, nhìn Bùi Cần nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Nhan Thế Ninh lại dâng lên cảm giác. Người này không làm hoàng đế quả thật là đáng tiếc. Nàng cũng muốn nhìn xem hắn mặc long bào ngồi trên ghế rồng, giống như bài vị bị người ta lễ bái sẽ như thế nào. Nhưng mà, nếu như hắn trở thành hoàng đế, không phải là sẽ có ba nghìn giai nhân trong hậu cung sao? Nghĩ đến cái này, trong lòng nhan thế ninh có điểm chua sót, mà lúc này, giọng nói của bùi cần lại vang lên bên tai nàng. Hôm nay nàng bị thương, đúng lúc có thể trốn trong nhà, giấu giếm chuyện mang thai. Ừm, nuôi nàng 10 tháng, chờ hai từ ra đời rồi tính sau. Ô ô, nương tử, tại sao nàng lại phải mang thai chứ? về sau một mình ta làm sao vượt qua đêm dài đây? Nàng nghĩ xem, nhìn thấy được, sờ thấy được mà lại không ăn được, đây không phải là muốn giết ta sao? Nhàn thế ninh nhìn vẻ mặt đáng thương, ảo não của hắn thì cười ha ha, động đến miệng vết thương liền vội vàng dừng lại, còn người đào quanh một vòng, mở miệng thử dò xét, bồi cần, nếu không, chàng nạp chắc phi hoặc thị thiếp đi. Nhàn thế ninh nói đến đây thì không nói được nữa, bởi vì bùi cần xoay đầu lại, ánh mắt như đau nhan thế ninh bĩu môi, tiếp tục, thiếp nói thật. Bùi cần duỗi hai tay ra, ôm đầu của nàng, nương tử, nàng mau tỉnh lại đi. Giữa ban ngày đừng có nói mê sảng. Nhan thế ninh nghe vậy, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào. Sau đó, nàng bỗng nhớ tới còn có một vấn đề nữa, lại nói tiếp, nói, rốt cuộc chàng định đối phó với hoàng hậu như thế nào. Bùi cần trầm tư một lát mới nói, thế ninh, không phải là nàng vẫn muốn biết thân phận của bác đầu sao ừ nhàn thế ninh nàng vẫn luôn tò mò về bác đầu Bùi cần lại trầm ngâm thêm một lúc nữa nàng có biết thịnh gia ở giang nam trước kia không giang nam thịnh gia gia tộc phú khả địch quốc trong truyền thuyết không phải mấy năm trước đã phán cho tội mưu phản sau đó bị tịch thu tài sản xử trảm cả nhà sao vụ án thịnh gia quả thật là khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ không ai ngờ rằng thịnh gia lại có giá tâm lớn như vậy, càng không nghĩ rằng thịnh gia lại có nhiều tiền như vậy. Thời điểm lục soát vàng bạc tài bảo của thịnh gia phải nhờ đến xe ngựa và thuyền mới vận chuyển hết được. Bùi cẩn dường như cũng đang nhớ lại thịnh gia huy hoàng trước kia, trong con ngươi dần hiện lên vẻ kinh dị và đáng tiếc, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh. Tên thật của bác đầu là thịnh kiến nam, là con trai trưởng, đứng đầu chi thứ hai, đời thứ 13 của thịnh gia. Bác đầu, ngôi sao luôn chỉ về phía nam, lúc bùi tuần cứu hắn thoát khỏi trận hỏa hoạn kia, hắn đã nói, vậy thì cứ gọi ta là bắt đầu đi. Bắt đầu, ngôi sao luôn chỉ về phía nam, nhưng tâm của hắn lại luôn luôn hướng về phương bắc. Bởi vì phương bắc có hoàng cung, có nữ nhân đã hại hắn cửa nát nhà tan. Bắt đầu tuy là con trường của thịnh gia, cũng là người thừa kế sản nghiệp thịnh gia trong tương lai, nhưng hắn lại không ham thích làm ăn, chỉ đắm mình trong nghiên cứu y thuật. Lúc vụ án của thịnh gia xảy ra, hắn đang bị vây khốn trong phòng thuốc, cơ quan trong phòng thuốc rất phức tạp, quan binh không tiến vào được nên mới phóng hỏa bốn phía, lúc ta tìm được mật đạo chạy tới, cả người hắn đã bị cháy sạch, không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Không phải nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao bắt đầu không bao giờ thay đổi sắc mặt sao? Đó là bởi vì mặt của hắn đã bị lửa lớn thiêu hủy, không thể làm ra biểu tình gì nữa. Nhàn thế ninh im lặng nghe bùi tuần kể lại, Tâm tình của nàng lúc này không thể chỉ dùng khiếp sợ là diễn tả hết được, vậy hắn. Mặt của hắn. Trước kia hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, về sau hắn theo ta tới Nam Cương, tìm được một cổ y, dùng cổ thuật khôi phục lại diện mạo cho hắn. Mặt mũi của hắn bây giờ đều là giả, đây cũng là lý do vì sao hắn ở bên cạnh ta nhưng lại không ai nhận ra hắn. Giả, này, này, trời mới biết nhan thế ninh nàng rất hâm mộ làn da bóng loáng thủy nộn của bác đầu vậy vì sao chàng lại cứu hắn? Ta và bắt đầu đã quen biết từ trước, khi đó ta rời hoàng cung làm việc, bị thích khách đuổi giết, là hắn đã cứu ta. Cho nên lúc biết được có người muốn giết hắn, ta liền đi cứu hắn. Vậy, chuyện thịnh gia mưu phản là thế nào? Trước kia, nhàn thế ninh tất nhiên sẽ không hoài nghi, bởi dù sao lúc ấy cũng có chứng cứ xác thực, nhưng bây giờ, nàng không thể không hoài nghi được, bùi cần sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới việc này. Quả nhiên, bùi tần dừng lại một chút, sau đó mới nói, chuyện thịnh gia có liên quan tới hoàng hậu. chương 48 Kỳ thật ban đầu là hoàng hậu dựa vào thịnh gia, phe cánh thái tử lớn mạnh như vậy cũng là do có thịnh gia chống đỡ sau lưng. Những chuyện này tất nhiên là không ai biết được, nếu không phải do ta đã cứu bắt đầu, chỉ sợ đến bây giờ ta cũng chưa biết gì. Đã như vậy thì tại sao thịnh gia lại ngã được? Bùi cần chỉnh lại góc chăn cho nhan thế ninh, nói, Nguyên nhân rất phức tạp, nhưng chủ yếu nhất là vì thế lực của Thịnh gia ngày một bành trướng, bắt đầu đe dọa đến triều chính, hai bên nổi lên xung đột về lợi ích, Thịnh gia và phe Thái tử bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Phụ hoàng vốn cũng có ý định đè ép Thịnh gia trong đầu, sau đó thì bị người trong phe Thái tử biết được, bọn họ tất nhiên là muốn phủi bỏ sạch sẽ mọi quan hệ với Thịnh gia. Nhưng quan hệ rắc rối như vậy, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ được. Vì vậy, phe Thái tử liền ra tay đánh đòn phủ đầu. Trước khi phụ hoàng có hành động thì bọn họ đã thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của Thịnh gia, trong đó quan trọng nhất tất nhiên là chứng cứ mưu phản. Vì sợ bị dính líu, bọn họ dứt khoát kéo theo hơn một nửa người trong triều xuống nước. Nàng biết rồi đấy, thế lực của Thịnh gia lớn như vậy, dĩ nhiên là sẽ quan hệ với rất nhiều quan viên trong triều. Theo ta được biết thì lúc ấy trong số tất cả quan viên lớn bé trong triều, cũng chỉ có vài người là không nhận hối lộ của Thịnh gia. Vì thế cho dù phụ hoàng có giận dữ thì cũng không thể xử tội một nửa quan viên của đại thanh được, chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào một mình thịnh gia, vì thế phe thái tử thuận lợi thoát thân. Nhàn thế ninh im lặng phân tích lời nói của bùi cần, sau đó nói, cho nên nói, thịnh gia bị xử tử cả gia tộc là do bị đồng minh bán đứng, đúng không? Đúng vậy, lúc đầu phụ hoàng chỉ là muốn đè ép thịnh gia xuống, chứ không phải hoàn toàn diệt trừ, bởi thế lực của thịnh gia quá lớn, thịnh gia mà đổ thì cả giang nam cũng đổ theo, chuyện này đối với đại sự quốc gia không tốt chút nào. phe thái tử trình lên bằng chứng mưu phản của thịnh gia đã chạm đến danh giới của phụ hoàng, không tịch thu tài sản, đuổi cùng giết tận cả nhà thịnh gia thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. nói đến đây, bùi cần đột nhiên quay đầu lại, cười với nhan thế ninh một tiếng, ta nói cho nàng biết một bí mật. cái gì? thấy hắn thần thần bí bí, nhan thế ninh chắc chắn bí mật này cũng không khó, nói không chừng còn rất dọa người cũng nên quả nhiên bùi cần cúi xuống tai nàng thấp giọng nói ra bí mật này ngoại trừ ta và phụ hoàng gia những người biết được đều đã chết a à, tìm nhàn thế ninh run lên bùi cần buồn bã nói nàng biết không tiên đế vốn muốn nhường ngôi vị hoàng đế cho hoàng thúc của ta phụ hoàng của ta là sửa lại thánh chỉ mới chiếm được cái ngai vàng này đấy nhàn thế ninh mở to hai mắt chuyện này là thật sao bùi cần khẽ vuốt cằm làm sao chàng lại biết được? Bệ hạ đăng cơ đã 30 năm rồi, lúc đó chàng còn chưa ra đời mà. Bùi cần nói trừ hắn và bệ hạ ra thì không còn ai biết nữa, vậy thì là ai đã nói cho hắn biết, không thể nào là bệ hạ tự nói ra được. Không biết là nhớ ra cái gì mà vẻ mặt bùi cần có chút hoảng hốt, những chuyện này, người kia cũng không nói rõ ràng, lúc ấy ta nghe cũng không hiểu lắm, sau này trưởng thành rồi, nhớ lại mới hiểu được lời của hắn là có ý gì hoàng thúc của Bùi Cần, từng là Trấn Nam Vương, sau khi Diên Đế đăng cơ thì bị điều đến kinh thành, nói là cùng hưởng vinh hoa phú quý, kỳ thực chính là một loại giam lòng. Nhưng Diên Đế đối ngoại quá tốt, cho nên thế nhân đều cho rằng hoàng thượng yêu thương người đệ đệ không quyền không thế của mình. Trấn Nam Vương, tên như mặt chữ, đã từng là một đại tướng rong ruổi xa trường. Đại loạn ở Nam Cương 30 năm trước, chính là do hắn bình định. Có điều sau khi bị bắt đến kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, anh khí trên người từ từ bị tiêu tán, ý chí chiến đấu cũng bị tiêu hủy. Trong 12 năm, hắn từ một danh tướng cai thế, trở thành một vương gia cả ngày chỉ biết trêu hoa gẹo liễu, sống mơ màng qua ngày. Mọi người từ từ quên mất hào quang chiến thắng của hắn, chỉ nhìn thấy được cuộc sống phong lưu phóng đẳng của hắn, sau đó, từ kinh ngạc chuyển sang tiếc nuối, bi ai, khinh thường, cuối cùng hoàn toàn quên lãng hắn. Xong lúc gần 6 tuổi, Bùi Cần lại rất thân thiết với vị hoàng thúc này, bởi vì mỗi lần gặp nhau, Hoàng Thúc đều nâng hắn lên, xoay vài vòng trong không chung, sau đó lại hỏi xem hắn có cao lên hay không. Khi đó, thậm chí Bùi Cần còn cảm thấy Hoàng Thúc mới đúng là phụ thân của hắn, bởi vì Diên Đế chưa bao giờ thân thiết với hắn như thế. Thế nhưng một ngày, hắn lại tận mắt nhìn thấy người đã từng rất thân thiết với mình lại ngã gục xuống, chết ngay trước mặt mình. Năm hắn 6 tuổi, Hoàng hậu sinh hạ thái tử, trong cung mở thịnh yến, sau khi say rượu, Trấn Nam Vương kéo tay Bùi Cần nói, đi, thúc dẫn cháu đi cưỡi ngựa. Hai người đi đến bãi cưỡi ngựa, Trấn Nam Vương ôm hắn ngồi lên một con ngựa cao lớn, sau đó bắt đầu dục ngựa lao nhanh. Trong tiếng gió gào thét, Bùi Cần nghe Hoàng Thúc nói, tiểu cửu, Hoàng Thúc thật sự rất thích cháu, nhưng Hoàng Thúc lại không giúp được cháu. Hiện tại, Thái tử đã ra đời rồi, ngôi vị Hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về nó. Hai, thật sự là đáng tiếc, ta từng nghĩ sẽ nhìn thấy cháu lên ngôi hoàng đế. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta sẽ không làm như không biết phụ hoàng của cháu sửa thánh chỉ. Ai, tiểu cửu, phụ hoàng cháu, vẫn cho là ta không biết đấy. Ha ha, phụ hoàng cháu chính là một tên đầu đất, nhiều năm như vậy rồi còn phòng ta như phòng kẻ địch. Nếu ta thật sự muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng hắn, ta có thể dễ dàng bỏ xuống binh quyền, mặc cho hắn bày bố sao. Nhưng sao hắn có thể hung ác như vậy đây? nhiều năm như vậy đem ta hủy thành như vậy phụ hoàng của cháu rất hung ác tiểu cửu về sau cháu cũng phải thân thiết với hắn đấy tiếng gió nức nở nghẹn ngào có mấy lời nghe không rõ lắm có mấy lời lại nghe không hiểu lắm bùi tuần sáu tuổi ngồi trên lưng ngựa cẩn thận lắng nghe lời thì thầm không biết là thật hay giả của hoàng thúc đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi nữa hoàng thúc liền quay ngựa trở về tiểu cửu cháu ngồi chờ ở đây Hoàng Thúc cưỡi ngựa thêm một lát nữa, 12 năm qua, ta chưa từng cưỡi ngựa thoải mái như vậy. Tiểu cửu, chờ Thúc trở lại. Bùi Cần vẫn nhớ như in những lời này, bởi vì, đó là những lời cuối cùng trên đời này của Hoàng Thúc. Ngày đó, hắn ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Hoàng Thúc trở lại, cho đến khi Hoàng Hôn buông xuống, mới nhìn thấy công nhân thị vệ vội vàng, hấp tấp chạy vào trong rừng. Khi đó, hắn cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là từ đó về sau, Hoàng Thúc không còn xuất hiện nữa. Thật lâu sau đó, hắn hỏi chân Quý Phi thì mới biết được rằng, Trấn Nam Vương say rượu cưỡi ngựa, con ngựa bị trượt chân, đá hắn xuống đất, đầu đập trúng đá. Chấm. Nhàn Thế Ninh im lặng nghe Bùi Cần kể lại chuyện cũ, càng nghe càng cảm khái, quay đầu nhìn lại thấy hốc mắt Bùi Cần đã có chút ướt át, liền vươn tay cầm chặt tay của hắn. Bùi Cần cười một tiếng, ra hiệu mình không sao, về sau ta cho người đi điều tra sự tích về Hoàng Thúc, không nghĩ rằng lại huy hoàng như thế. Thúc ấy bình định đại loạn ở Nam Cương khi mới 20 tuổi, đến nay ở Nam Cương vẫn còn một tấm bia to tưởng nhớ Thúc ấy. Lúc đến Nam Cương, nơi ta ở lại chính là biệt viện do Thúc xây dựng trước kia. Hoàng Thúc của ta, thật sự là một người rất tốt. Mà phụ hoàng của ta, lại là một người hung ác. Nhàn thế ninh ảm đảm, vì quyền thế, diễn đế không từ thủ đoạn nào, tổn hại tình thân, vứt bỏ đạo nghĩa. Từ xưa đến nay, đế vương đều như vậy, nếu như Bùi cần leo lên vị trí kia, có phải cũng có thể như vậy hay không? Bất quá, lời nói của Hoàng Thúc lại nhắc nhở ta rất nhiều. Hoàng Thúc nói thúc không giúp được ta, kỳ thật, thúc đã giúp ta tất cả. Hoàng Thúc nói cho ta chân tướng mọi việc, để ta sớm có đề phòng, có thể đi trước người khác một bước. Lần trước nàng nói ta hiểu phụ hoàng quá rõ đó là bởi vì muốn sống sót dưới mắt của Phụ Hoàng, không thể không cân nhắc thấu triệt về Phụ Hoàng. Nói đến đây, Bùi Cần có chút bất đắc dĩ, con trai và phụ thân chung sống với nhau mà còn phải cẩn thận như vậy, quả thật là bi kịch của nhân gian. Dừng một chút, hắn lại nói, ta biết rõ Phụ Hoàng có bao nhiêu mưu cầu danh lợi quyền thế, có bao nhiêu để ý đến ngai vàng, người nào muốn cướp đoạt chắc chắn đều phải chết vô cùng thê thảm. Cho nên, sau khi phe thái tử vạch trần âm mưu mưu phản của thịnh gia, Phụ Hoàng liền không cố kỵ đến kế hoạch ổn định Giang Nam nữa mà chỉ muốn diệt trừ tận gốc cái u nhọt này. Mà thất ca lại biểu hiện khát vọng đối với ngai vàng quá rõ ràng, như vậy sẽ chỉ khiến Phụ Hoàng càng thêm bài xích mà thôi. nhan thế ninh thở mạnh một hơi, trước kia nàng cho rằng tranh đấu ở tướng phủ đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ tranh đấu trong cung lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh giá cả người vậy chuyện thịnh gia mưu phản rốt cuộc là thật hay giả nhan thế ninh lại hỏi là thật hay là giả đến nay vẫn không thể nào biết được năm đó bắt đầu không nhúng tay vào chuyện của thịnh gia nên không biết nhiều mà những người khác của thịnh gia đều đã chết cả rồi cho nên không một ai biết năm đó thịnh gia là thật sự muốn làm phản hay chỉ là vật hy sinh cho người khác vậy bây giờ chàng chuẩn bị đối phó với hoàng hậu như thế nào ngay từ đầu bùi tần đã muốn bức hoàng hậu nói ra có thể hắn sẽ bắt bà ta phải nói ra chuyện thịnh ra, như vậy nhất định Bùi Cần sẽ liên hệ hai việc với nhau, sau đó hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa đây? Bùi Cần cười nói, nếu như người hại chết mẫu phi của ta không phải là hoàng hậu, như vậy thù hận giữa ta và bà ta cũng không quá lớn, nhưng bắt đầu lại hận bà ta thấu xương. Nếu không phải do bọn họ, thịnh ra cũng sẽ không thê thảm như vậy. Ý của chàng là muốn để bắt đầu ra tay. Ừ, ta đã đồng ý với hắn, sẽ để cho hắn báo thù hắn sẽ làm như thế nào bùi cần híp mắt nói mấy ngày nữa thái tử sẽ rời kinh đến hoàng lăng bắt đầu sẽ ra tay vào lúc đó nhan thế ninh gật đầu sau đó lâm vào trầm tư bùi cần thấy thế thì hỏi nàng đang suy nghĩ gì vậy thiếp đang nghĩ nếu như có người cha ra được thân phận của bác đầu sau đó bẩm báo với bệ hạ vậy chàng cả nhà bắt đầu bị tịch thu tài sản xử trảm toàn bộ Bùi Cần lại dám trai ý chỉ đến cứu người. Nếu như bị Diên Đế biết được, chỉ sợ tất cả sẽ bị phá hủy. Bùi Cần nghe vậy cũng tối mắt lại. Một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: vậy thì nỗ lực giấu giếm bí mật này đi. Lúc này ngoài cửa truyền tới thanh âm của Nha Hoàn. Chuyện gì? Bùi Cần đứng dậy hỏi. Bẩm Vương ra, vừa rồi có người đến phủ báo tin, nói tướng phủ bị cháy. Bùi Cần cùng Nhan Thế Ninh hai mặt nhìn nhau cảm thấy không ổn. Trận hòa hoạn ở tướng phủ cháy hết một ngày một đêm, ai cũng không cứu được, chỉ có thể đứng ở xa nhìn lại, than tiếc. Đại trạch từng giàu có nhất kinh thành mà nay lại bị cháy không còn hình dáng gì, một trận mưa lớn chút xuống, lộ ra một mảnh cháy đen thê thảm. Ba vị chủ nhân, 14 nô bộc trong phủ đều bị lửa thiêu cháy đen. Sau khi biết được mọi chuyện từ miệng Bùi cần, Nhan Thế Ninh run sợ hồi lâu thanh âm thê lương cuối cùng của nhan chính một lần nữa vang lên bên tai nàng. Con về đi, con về đi. Nhan thế ninh mơ hồ có thể hiểu được ý nghĩa sau những chữ này, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia. Nhan chính, đến cuối cùng lại thay nàng che giấu tất cả chân tướng. Cái chết của nhan thế tính, cho dù không phải là do nàng gây nên nhưng nàng cũng hết đường chối cãi. Huống chi, nếu như những hạ nhân kia đem chuyện này nói ra ngoài, Diên đế sẽ biết tất cả mọi việc đã xảy ra hôm đại hôn, Phủ Hiền Vương cũng không tránh khỏi có liên quan. Trong lòng nhan thế ninh không rõ là tư vị gì, đấy chính là phụ thân, người mà không quan tâm đến nàng, người khiến mẫu thân nàng muốn quên đi nhưng lại ghi nhớ cả đời, người mà nàng đã oán hận vài chục năm, cuối cùng lại dùng phương thức như vậy để đền bù lại cho nàng. Mẫu thân nàng bị hại chết, khang hoa chết, nhan thế tĩnh chết, nhan chính chết, tướng phủ từng huy hoàng một thời, cứ thế bị hủy diệt từ nay về sau, ngoại trừ bùi cẩn, nhan thế ninh nàng không còn nơi nào để nương tựa nữa. Không, ai biết tương lai sẽ thay đổi ra sao chứ, không có chỗ dựa, vậy thì tự bản thân nàng cố gắng đi. Nhan thế ninh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfull.net www Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn